Hello, xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh của Michael. Thì hôm nay này anh chị ơi, em muốn dẫn anh chị đi review một căn nhà có cái lót đất anh chị rộng tới 20.000 square feet. Cái nhà này thì sẽ không phù hợp cho những anh chị nào mà mình không thích cắt cỏ, tại vì nó rộng tới 20.000 lận nên là cắt cỏ thì sẽ rất là mệt. Nhưng mà nó lại phù hợp cho những anh chị nào thích trồng trọt, trồng cây này, trồng rau này thì nó lại phù hợp ha. Và cái phù hợp thứ hai của nó là gì, là cái nhà này nó đã remodel hết bên trong luôn rồi, có nghĩa là remodel khoảng tới 95% rồi anh chị, chỉ còn một số chỗ nhỏ nhỏ thôi mà còn hầu như là đã rất là đẹp rồi. Và cái thứ ba nữa là cái nhà này nó rất là gần freeway đường 10 luôn, gần bệnh viện Memorial Hermann này, gần KDA Asian Town này, anh chị chạy ra chỉ khoảng có 5 đến 7 phút lái xe là tới nơi luôn. Hồn chị thấy tiện không? Và cái thứ ba cuối cùng là gì? Đó là nó rất phù hợp cho anh chị nào mà mình muốn con mình chuẩn bị cho vào đại học thật là tốt. Tại vì trường high school ở đây ấy, được xem là một trong những cái trường tốt nhất tại Houston luôn. Nó tên là Taylor High School. Em có để trên màn hình để cho anh chị coi này. Đó, thì tổng hợp những cái yếu tố đó, thứ nhất về vị trí của nó tốt này, thứ hai nữa là về cái nhà nó đã remodel này, thứ ba nữa anh chị nào thích trồng cây này, và thứ tư nữa là trường học tốt cho con mình. Hả, thì bây giờ anh chị vào video với em liền ha, để em review thử cho anh chị coi cái nhà hôm nay của mình á nó có đẹp không ha. Nên là anh chị ơi, thì em đang đứng ở đây là thành phố KD, có zip code là 77450. Thì cái khu này, cái zip code này là một trong những cái zip code đầu tiên mà em quay cho anh chị cái video đầu tiên luôn. Bởi vì ở cái zip code này là được xem là một cái zip code nhà cũ rất là nhiều, anh chị thấy không, nên tại sao cây cối ở đây nó rất là bự luôn. Nhưng mà được cái nó lại phù hợp cho những anh chị nào mà mình thích cái khu nào mà nó có nhiều cây, nó mát mẻ. Thì cái nhà hôm nay của mình á, là em quay cho anh chị á, là nó có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nó đang bán là 299.000. Và cái lot đất của nó giống như em nói là tận 20.000 square feet lận. Tức là cái nhà này á, cái diện tích của nó, cái căn nhà thôi á, nó chỉ có 1.670 mấy square feet thôi. Nhưng mà cái lot đất của nó tới tận 20.000 lận. Thì anh chị đủ biết là nó rất là bự luôn. Ồ, khi có con sóc kìa anh chị, thấy không? Đây này. Thế chị thấy con sao không? Đó, thì rất là phù hợp anh chị nào mà mình thích là cái khu nhà của mình nó tự nhiên, nó thiên nhiên như thế này ha. Thì bởi vì vậy nên là đất bự quá thì ông này ông chăm cỏ không nổi luôn. Nhưng mà được cái là anh chị nhìn cái bên cạnh nhà mình đi, cái người hàng xóm nhà mình đi, đó là người ta chăm cỏ rất là tốt luôn. Thì bây giờ đi vào với em ha, vào review cho em, với em xem cái nhà này ha. Cái driveway của họ đã làm mới rồi này, anh chị thấy sẵn không? Nó đã làm mới sẵn rồi này, rất là đẹp. Và nó có cái đường bên hông này, nó có cái đường bên hông bên tay phải này để mình đi vô luôn này, nó cũng làm cái đường đi vô luôn, đẹp không? Đó, nhà này nó sơn lại hết rồi, chỉ ngay cả cái gara của nó có sơn lại rồi này. Rồi ngay ở đây cái tường của nó, cái gạch này của nó cũng đã sơn lại rồi này. Cái nhà này số nhà là 519 ha. Đó, anh chị nhìn thấy không, cái nhà thời xưa là cái bề ngang của nó rất là rộng, bên này nó có cái gara này, rồi bên tay trái của nó là cái nhà này rất là rộng luôn này. Nó có sẵn cái hệ thống máng số cho mình này anh chị thấy không? Đó, hiện tại thuế ở đây em quên chưa nói anh chị, là thuế đang đóng là 2.2 anh chị nhé, là chưa xin giảm. Nếu mình xin giảm sẽ còn thấp hơn nữa ha. Rồi mình đi vô cái cửa họ làm mới này, anh chị thấy chưa, họ thay cái cửa mới này, nhìn nó đẹp không? Nói chung cái nhà mà remodel lại rồi á, nó thật là không chê vào đâu được anh chị, đẹp lắm. Rồi mình bước vô bên trong nhà ha, thì mình sẽ thấy được đầu tiên đó là mình vô được cái open luôn này, anh chị thấy cho nó open ra nè. Thì cái khu này, cái trần nhà này nó khá là cao ha, nên trần nhà này nó cao khoảng em đoán khoảng 12 feet, 10-12 feet ha. Đó, nguyên cái bếp của nó này, chị thấy chưa. Bước vô thì chỗ này mình có thể mình làm được cái phòng khách này, mình để cái sofa ở đây, mình để cái, em nghĩ là cái ổ cắm đó, anh chị thấy từ xa đấy không, là để cắm cái tivi lên đó đó. Nè, sàn này anh chị thấy người ta đã thay hết toàn bộ bằng cái loại này, là loại tốt luôn anh chị. Loại này là luxury vinyl plank luôn, là loại mắc tiền anh chị, chứ không phải loại rẻ đâu. Anh chị nhìn cái bếp này, mình bước vô cái bếp mình review trước ha. Tại vì đây này, khi mà bước vô, em sorry, để em nói anh chị rõ này. Khi anh chị bước vô nhà đúng không, thì bên tay trái này của mình sẽ là cái khu vực bếp, bên tay phải này sẽ là cái khu vực phòng. Thì bây giờ mình review cái khu vực bếp này trước ha.
Anh chỉ thấy cái bếp mà cái countertop của nó nó dạ nó bự dễ sợ luôn á. Cái này chắc em nghĩ phải ngồi được từ 7 người á anh chị. Phải 7 người á. Này những cái đèn này cũng làm mới này, ngay cả cái này này, anh chị thấy không? Cái bóng đèn này cũng mới này, thường thời xưa á là họ ít để cái bóng đèn ở trên trần nhà lắm. Mà bây giờ á là họ phải gắn thêm này, anh chị thấy không? Mà cái ông này cũng dở cái là ông đã gắn hai cái ở đây rồi đúng không? Cái này, chỗ này có hai cái. Thì thôi ông gắn thêm hai cái chỗ kia nữa cho nó sáng. Ông gắn có mỗi hai cái ở đây thôi. Cái quạt này cũng mới này. Đấy, ngay cả cái chỗ fireplace này của họ, họ cũng đã sơn mới lại rồi này, anh chị thấy chưa? À, rồi ok, mình đi vô mình coi này. Những cái đèn này, anh chị thấy chưa, nó đẹp không? Người ta làm rất là bài bản luôn. Cái nhà này thực sự là em thấy là họ đầu tư rất là kỹ này. Họ đầu tư rất là kỹ luôn á. Cửa này cũng mới này, chị thấy chưa? Em ở bên trong nhé, mình lắng nghe này. Đó, nó cắt tiếng ồn rất là tốt. Nhà này có một cái điểm yếu là đằng sau này của nó là đường, nên là nhiều khi nếu anh chị nào mà nhạy cảm tiếng ồn á, nhiều khi nó không phù hợp với mình. Còn nếu mà anh chị nào không nhạy cảm á, thì em thấy là em thì em thấy ok. Đó, thì anh chị thấy nó có một cái khu vực chỗ này để cho mình làm cái breakfast ở đây này. Đó, mình làm một cái bàn ở đây, mình để bàn ghế để mình ngồi mình ăn được này. Anh chị thấy cái countertop của họ, à, cái này là trong cái tủ lạnh á, họ chưa có cho vô, mới toàn luôn đó anh chị. À, thấy không, cái countertop họ đẹp không anh chị? Một cái đá này rất là đẹp luôn, mới toàn luôn á. Đó, em quay tổng thể cho anh chị coi này. Thì chỗ này nó có cái show, hai cái này nó không có đối với nhau anh chị ha. Đây này, em đứng đây em quay anh chị rõ hơn này. Chị thấy chưa, có nghĩa nó lật nhau hoàn toàn luôn. Cái bếp nằm ở đây, rồi cái chỗ rửa nằm ở đây. Đó, mà cái chỗ này họ đầu tư cũng đẹp này. Chị thấy chưa, cái chỗ rửa này. Thôi chị thấy nó xài đồ xịn nữa. Wow, nào mà anh chị ra. Trời ơi, cái này nó chắc chắn lắm luôn anh chị biết không. Đồ tốt có khác. Chị thấy đẹp không, cái single bowl luôn đó nha, chứ không phải là cái loại inox mà bình thường mình hay xài đâu. Đó là cái chỗ vòi này. Rồi tủ ở bên này rất là nhiều. Nhà này thì tủ ở dưới nó nhiều, nhưng mà tủ ở trên thì không có. Anh chị để ý đúng không? Nhìn này, nguyên cái khu vực này đúng không? Thì tủ ở dưới rất là nhiều, mà tủ ở trên chỉ có cái góc đó thôi. Nó nhiều khi mà anh chị mua về, nhiều khi muốn thêm tủ á, mình phải làm cái tủ nó dài ra đây thì nó bị thô quá. Em nghĩ là vậy là chắc cũng phải chấp nhận thôi, xài sao có sao xài vậy thôi. Nè, anh chị thêm mấy cái tay cầm này của họ không? Họ gắn thêm. Cái nhà này có một cái thôi anh chị biết không? Đó là cái tủ này của họ, cái cabinet này á, thì nó không phải là cabinet mới, mà là cabinet cũ, họ chỉ sơn lại thôi và họ gắn thêm mấy cái tay cầm này này, nhìn cho nó đẹp mắt này. Chị nào? Đấy, chứ tủ này nó không là tủ cũ thôi, tủ gốc của nó. Thì chỗ này nó sẽ có cái khu vực bếp này, với lò nướng này. Mấy cái này mới toàn luôn anh chị, chưa có xài luôn này. Thấy không? Rồi cái backlash nó cũng đẹp này. Backlash nó bóng, nó bằng gạch bóng nên nhìn nó khá là đẹp, nó tiện cho mình vệ sinh đó. Rồi đây là bếp của nó, sẽ là bếp điện anh chị ha, chứ không phải là bếp ga. Nói chung là nó mới hết á. Như cái nhà này anh chị mua về thì thực sự là không phải làm gì nữa rồi, nó có sẵn hết cho mình rồi. À, đây là cái bên phải này là cái pantry này. À, cái thời xưa thì họ vẫn xài cái dây giật giật này anh chị ha. Thì đó là cái pantry ha. Em thích một cái là nói chung là nó làm đúng như nó 95% rồi. Giờ mình đi ra cái cửa gara này. Đó, mình đi ra đằng sau này. Ô, cái gara này nó đổ hết luôn rồi. Chị thấy sạch sẽ không? Đó, và nó có một cái cửa này để đi ra bên ngoài này. Cái cửa để đi ra bên hông cái chỗ backyard nhà mình này. Đó, đây là cái loại cửa gara là hai cửa anh chị ha. Đấy, cái chỗ này của nó này, cái nhà này á, thì anh chị sẽ thấy không thấy khu vực laundry của nó ở trong nhà mà nó để bên ngoài. À, anh chị thấy chưa? Nó để ngay bên ngoài cho mình này. Nó có hai cái máy, cái đường lạnh với đường nóng này. Rồi cái chỗ máy sấy này. Rồi cái water tank của nó, cái này là cái water heater mới luôn. Chị thấy không, vẫn còn dáng này, mới toan luôn này. Nói chung là rất là sạch sẽ ha. Rồi bây giờ mình đi vô mấy cái phòng mà mình review thử nha.
được cái này này, anh chị, ngay cả cái cửa đằng sau của nó ra á, là cũng là cửa mới này, cửa sổ nó cũng là cửa mới luôn, tất cả là cửa mới hết á. Rồi bây giờ mình đi vô mình review khu vực phòng ha. Đó, thì bên tay trái này sẽ có một phòng này, bên tay phải này sẽ có một cái phòng thứ hai, kia là cái restroom và cuối bên trong đó là cái master bathroom anh chị ha. Trước tiên mình vào cái phòng này trước này. Đấy, anh chị thấy không, trong phòng nói chung cả cái nhà này họ đã thay bằng cái sàn này hết rồi, nên là nó sạch sẽ, mình không có phải lo mình làm lại, mình tháo thảm ra. Đấy, cái phòng thì nói chung rất là vuông vức ha, em thấy nó vuông vức lắm á. Đèn cũng là quạt, cũng là quạt mới luôn, có được hai cái cửa sổ ở đây. Em quay nhiều góc cạnh để cho anh chị thấy. Phòng này thì anh chị để dư sức được cái giường queen luôn, em thấy nó khá là rộng đó. Rồi đây nó được cái cái nhà này ấy, là cái tủ quần áo ấy, cái closet của nó cực kỳ bự luôn anh chị. Anh chị nhìn thấy nè, cái thời xưa cái nhà có 1,600 square feet thôi mà cái closet nó bự chà bá luôn. Bình thường bây giờ nó làm nó tới đây luôn đúng không? Đó là chỉ có mỗi cái mình mở cửa ra cái mình treo đồ được thôi. Còn đây là mình đi vô trong được luôn. Mà đây là cái phòng nhỏ nha anh chị, chứ không phải phòng master nha. Đó. Rồi ok, mình đi tiếp ra cái phòng thứ hai. Được cái này anh chị không? Tất cả mọi thứ ở sau cái tông đen trắng này, nhìn nó đẹp không? Đó, đèn này cũng mới này. Rồi đây là cái phòng thứ hai ha. Phòng cũng rất là vuông vức. Phòng này thì em thấy nó nhỏ hơn cái phòng vừa rồi. Cửa sổ này. Đấy, cửa sổ mới luôn. Thấy không? Mới toanh luôn này. Đó, còn ở đây là cái closet của nó này, anh chị thấy bự không? Nhà này là không có gì bự mà là cái closet là rất là đầu tư luôn. Đầu tư closet dễ sợ luôn. Này, anh chị nhìn cái khu vực cái phòng đi. Nói chung hai phòng này là phòng trước thì bự hơn ha, phòng này nhỏ hơn chút nhưng vẫn có thể để được cái giường full hoặc giường queen. Em nghĩ anh chị có thể để cái góc này này. Thì mình đi lại vô trong đây nó tiện, thấy không? Mình để đi vô mình để cái giường ở đây. Mình đi vô bên trong thì nó tiện này, thấy không? À, rồi mình đi vô tiếp nha, cái phòng restroom. Cái nhà này nó có một cái theo em thấy nó hơi bất tiện ở chỗ á, anh chị biết không? Tại vì cái restroom này này nó nằm ngay ở cái phòng master bedroom luôn. Tại vì hai cái phòng nhỏ kia sẽ phải chạy tới đây để mà sử dụng cái nhà tắm này. Theo em nên nó thiết kế hay hơn á là cái nhà tắm này nằm ở giữa, xong cái phòng này nằm ở đây, thì có nghĩa là đỡ phải chạy tới ngay cạnh cái master bedroom này để mà sử dụng cái nhà tắm. Chị thấy không? Tại vì đây này, cái đây là cái master bedroom đúng không? Thì đây là cái nhà tắm này. Còn bên trong đi vô trong nó có cái master bathroom riêng của cái phòng này nữa. Đó. Rồi anh chị nhìn này, đó, nó làm đẹp không? Nhìn giống khách sạn luôn anh chị. Trời ơi, nó làm rất là bài bản luôn. Đèn chiếu xuống này, rồi cái gương nó làm cũng đẹp này. Nó có cái viền này, rồi ngay cả cái countertop của nó làm granite này. Anh chị thấy đẹp không? Cái này là mới đó nha. Chỉ có cái tủ này là cũ thôi. Với mấy cái tay cầm này thì em nghĩ nó là cũ này. Còn lại là đây này. Đẹp quá à. Đây là rất là đẹp luôn. Đó, thì bên này nó sẽ có hai cái chỗ để mình treo khăn tay lên này này. Mình lau tay này. Đó, và ngay cả công tắc này anh chị thấy nó hay không? Để em kéo xuống này, tắt này, bật lên này. Tắt này, bật lên này. Đó. Hay không? Rồi, tiếp theo mình vô cái chỗ nhà tắm này. Đó, thì cái nhà này được cái là khi mà ông nào đang đánh răng bên ngoài thì người bên trong vẫn có tắm được bình thường. Đó, đẹp không? Trời ơi, okay. Cái backlash này nó làm đẹp hơn. Nó làm cái backlash này giống cái backlash ở chỗ cái kitchen anh chị. Nên nhìn nó cùng tông màu của nó. Đó, và ngay cả cái vòi này của nó cũng mới này. Đẹp thiệt anh chị. Em thấy là nó làm rất đẹp luôn. À, cái đèn này là đèn mới này. Thấy chị mấy bữa. Rồi đây là cái chỗ cái toilet của nó cũng mới luôn nha. Cái sàn này của nó là gạch này. Em thích cái nhà này một cái. Tại anh chị biết tại sao nó bài bản không? Anh chị để ý cho em á. Thường á, những cái nhà nào mà nó làm không có bài bản á, là nó sẽ đi thẳng cái vinyl plank đó vào trong cái chỗ khu vực nhà tắm này luôn. Để cho nó tiết kiệm.
Nhưng nhà này á nha, là nó để gạch ở trong đây thì gạch nó bao giờ nó cũng chịu nước tốt hơn so với lại cái vinyl plank đó, bởi vì thậm chí cái vinyl plank đó nó đã chống nước rồi, nhưng mà về cái cơ bản, về cái chức năng của nó thì nó vẫn không bằng gạch. Thì những thường anh chị để ý những cái chỗ nào mà là có nước á thì nó sẽ để làm gạch, nó sẽ bảo trì tốt hơn chị ha. Này thấy không, bên trong là gạch này, nó đi all the way vào bên trong này luôn này. Rồi bây giờ mình đi ra cái master bedroom nha. Đó, cái master bedroom này anh chị thấy không, cái master rất là vuông vức luôn, nó dài, nó dài ra nè, thấy không. Đó, và đây này, cái quạt nó cũng là quạt mới này. Cái trần nhà trong phòng này của nó thì em đoán cho nó cỡ khoảng 7 feet thôi anh chị, 7 feet thôi chứ không phải được 8 feet đâu nha. Thế nó khá là thấp, 7 feet thôi. Mà nó không có cửa sổ mà nó có thẳng cái cửa mà ra nhìn ra đằng sau luôn. Em đang đứng ở trong cái phòng master bedroom nhé, mà đằng sau nó là đường ha. Bây giờ em thử im lặng coi, anh chị có nghe thấy cái đường bên ngoài không? Em có nghe một chút nha. Đó thì anh chị nào mà mình nhạy cảm thì tốt nhất là căn nhà này không phù hợp. Mà anh chị nào ok thì không sao. Chỗ này này, anh chị đang nó để hai cái ổ điện cho mình á, là để cho mình để cái giường ở đây, thì mình có thể để cái giường king ở đây anh chị ha. Đó. Đấy, cửa đằng sau cũng là cửa mới này. Anh chị thấy không, cái đẹp là gì không? Là cái cửa đi vô nhà tắm. Nó làm cái cửa hiện đại không? Nó là cửa kéo nha. Trời ơi, nó gọi là cái cửa này là cửa barn door đó anh chị. Quá đẹp luôn. Thay vì nó là cửa mở đúng không, thì cái cửa này nó sang hơn rất là nhiều. Nên tại sao mới nói nhà này nó làm đầu tư là vậy đó anh chị. Đây nè, thấy cái chỗ sinh của nó, double sinh nha. Gương của nó cũng đẹp nè, cái đèn của nó cũng mới nè. Rồi rồi, đẹp thiệt á. Ủa, cái này nó bằng ceramic, bằng gốm luôn anh chị, chứ không phải inox đâu nha. Rồi, thấy không, thấy đã không? Wow, cái nhà này thực sự luôn, quá đẹp. Đây này, thấy cái cabinet của nó, em đoán là cabinet cũ nó sơn lại thôi, mà nó gắn thêm cái tay cầm vô. Nói chung cái sinh như này là quá đẹp rồi anh chị. Hai vợ chồng thay phiên nhau mỗi bên xài thoải mái luôn. Bên tay trái này sẽ là cái standing shower. Cái nhà này thì nó không có cái bồn tắm nằm, nó chỉ có bồn tắm đứng thôi. Và nó có cái chỗ toilet ở bên kia. Này, cái này em nghĩ chắc là anh chị phải kiếm một cái gì đó gắn cái kính vô để tắm, nó không có bị văng ra ngoài đây này. Nó không có bị văng ra ngoài cái chỗ sàn này. Đó, anh chị thấy không, đẹp không? Ôi, lần đầu tiên này, bồn tắm đứng nha, hai cái vòi hai bên luôn. Ghê không? Hai cái vòi hai bên luôn ha. Thường có một cái thôi, đây hai cái luôn này anh chị thấy chưa? Có đẹp không? Rồi còn đây là cái chỗ cái toilet này. Ồ, cái đèn này nó kết hợp với cái hút mùi luôn. Đó, thì đây là cái khu vực cái toilet. Thấy trong nhà tắm mà nó xài cái sàn gạch đẹp không? Em thích cái gạch này lắm nha. Em mà mua nhà em sẽ xài cái gạch như này, này nó đẹp. Rồi mình đi vô cái khu vực cái closet này. Anh chị thấy chưa, làm hết rồi này. Thấy cái closet rộng không? Nhà này em nói thiệt không được nhà square feet nhỏ, nhưng mà xài cái closet quá bự luôn. Ở closet này những cái mê cung luôn anh chị. Để ở đâu đây thoải mái luôn này. Thấy chưa? Wow. Rồi ok, bây giờ anh chị em mình đi ra đằng sau nha. À, này tiện lắm ha, mình có thể mở cửa ngay ở đây mình đi đằng sau luôn. Đó, cửa mới luôn đó anh chị. Này, bước ra đằng sau này, nó làm nó đổ xi măng cho mình cái chỗ này luôn này, thấy đã không? Em á là em có tiền làm đổ thẳng ra tới kia luôn để cho nó sạch sẽ và nó đẹp hơn. Nhà này thì không có patio. Anh chị thấy chưa? Thì nó tiếc cái là không có cái patio ha. Cái roof này em thấy nó cũng là mới đó anh chị. Này, thấy không? Cái roof này em thấy nó cũng mới nè. Không có bị đen nè. Đó, cái đất đằng sau này anh chị nhìn xung quanh nhà này. Chù chòa ơi. Wow. Trời ơi, cái đất dễ sợ luôn anh chị.
Cái này người ta Việt Nam mình hay nói là đầu đầu chuột đuôi voi nè anh chị. Thấy không? Ê đất dễ sợ. Này nhiều khi làm cái sân đá banh được luôn đó anh chị. Mà cái nhà này em rất là thích cái anh chị biết gì không? Hồi xưa họ xây nha, nhưng mà anh chị để ý này, cây gần nhà nó không có này. Thấy không? Nó không có cây nào gần nhà, đều xa nhà hết này. Đó, có mấy cây này là xa nhà này. Trời ơi, có cái fence đằng sau này nó hơi cũ nha anh chị. Cái hàng rào đằng sau này nó hơi cũ này. Thấy cái đất này nó quá trời rộng luôn. Được có cái cây này nó mát, với lại nó không gần quá gần nhà nha anh chị. Đó thì nếu mà cái rễ của nó chạy ra tới cái chỗ này là ok này. Không có đến nỗi quá xa, nhưng mà cũng là một cái mình nên lưu ý ha. Đó thì đây là nguyên cái khu vực đằng sau. Trời ơi cái đất dễ sợ. Ông nào mà chăm nổi cây này là em thấy cũng nể thiệt á. Nên chắc là không chăm nổi là để cây về luôn nè anh chị thấy không? Trời ơi. Đó em quay tổng thể cái căn nhà, các cái góc cạnh để cho anh chị có thể có cái hình dung rất là rõ luôn về cái căn nhà của mình. Nói chung căn nhà này là hầu như là đây bên ngoài nó làm mấy cái đèn mới nè anh chị thấy không? Cái đèn nhỏ nhỏ này. Đó. Anh chị thấy cái nhà này làm sao? Thì thực sự là đối với Michael nha, Michael sẽ nói cho anh chị biết phân tích một chút để cho anh chị nắm. Là trong căn nhà này nó làm tới khoảng 95% rồi. 5% còn lại nó là cái gì? Thứ nhất đó là cái chỗ mà cái cabinet của nó thì em thấy hầu như là cabinet nó giữ lại thôi, chứ nó không có thay đổi gì hết. Nó chỉ sơn lại rồi nó gắn thêm cái tay cầm nữa thôi. Thì đó là cái duy nhất mà em nghĩ là nó chưa có remodel. Còn toàn bộ còn lại sàn này, bếp này, nhà tắm này coi như đã làm hết rồi. Anh chị mua cũng không cần phải làm gì thêm. Rồi cái nhà này nó sẽ không phù hợp với những anh chị nào mà mình thích, mà mình không thích nó, cái đất nó bự quá để mình phải cắt cỏ nhiều thì nó không phù hợp. Nhưng nhà này lại phù hợp rất nhiều với những anh chị nào mà mình thích con mình học trường tốt. Bởi vì trường, cái trường high school ở đây với cái trường middle school rất là tốt luôn anh chị. Phải nói là rất là tốt luôn á. Thì so những với cái nhà mà trước đây em quay anh chị ở KD á nha, thì những cái khu trường học đó không tốt bằng khu trường học ở cái zip code này 77450, KD 77450 nha anh chị. Và vị trí của nó rất là tiện cho anh chị luôn. Đi ra đường 10 chắc 3 phút lái xe, đi ra Viện Memorial Hermann ra KD lần sau 7 phút lái xe thôi. Đó thì anh chị nhớ liên hệ sớm với Michael ha, để em dẫn anh chị đi coi căn nhà này. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều và hẹn anh chị ở những video lần sau.